Nữ TikToker Việt bị tố sống ảo, thân phận sinh viên y Harvard cùng suất học bổng toàn phần chỉ là cú lừa khiến cộng đồng mạng hoang mang. Harvard là trường đại học danh tiếng toàn cầu, luôn là niềm mơ ước và mục tiêu của nhiều học sinh và cả bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Cách đây không lâu, thông tin TikToker người Việt không chỉ học ngành y tại trường đại học Harvard mà còn nhận được học bổng toàn phần của môi trường danh giá gây xôn xao dân tình. Bên cạnh đó, bạn thân của cô nàng này cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Được biết, cả hai đều là TikToker có lượt theo dõi khủng trên mạng xã hội. Thông tin học vấn của cô gái này nhanh chóng được lan truyền. Từ lời chia sẻ của cả hai TikToker, người hâm mộ đều ngầm nhận rằng họ là sinh viên chính quy ngành y tại trường đại học Harvard. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin nổi như cồn trên mạng xã hội, hàng loạt tài khoản TikTok khác đã chỉ ra bằng chứng cả hai TikToker trên nói dối thành tích học vấn. Cô nàng bị soi không phải sinh viên chính quy và cũng chưa từng nhận được bất cứ học bổng tầm phần nào từ trường đại học Harvard danh giá. Nghi vấn cặp đôi hot TikToker người Việt 900.000 followers nói dối về trình độ học vấn là sinh viên đi Harvard. Tuy nhiên, nếu các bạn để ý kỹ thì có rất nhiều chi tiết cho thấy Hân Lê có thể không hề đang học y tại Harvard thì đã nói. Thì ngay chiều tối ngày 10 tháng 2, bạn Trân đã ẩn toàn bộ clip các có liên quan đến việc bạn thân học y Harvard đi. Theo tiểu sử linh sinh của Hân thì bạn đã theo học bậc đại học trường Nebraska Wesleyan, là top 22 trường khu vực Trung Tây của Hoa Kỳ theo US News bình chọn, với song ngành hóa sinh, sinh học phân tử và tâm lý học từ năm 2018 đến năm 2022, tức là bạn tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2022. Nhưng trong clip ngày 10 tháng 3 năm 2021, bạn có nói là mình đang học y và điều này về mặt lý thuyết là không đúng và không thể đối với tình cảnh của Hân Lê, một chương trình học của Mỹ. Ngay sau đó, cô gái này đã lên tiếng giải thích về vụ ồn ào. Tin là cái chuyện cert, thì đây là offer letter của cert, đây là acceptance letter của mình như là những bạn đã yêu cầu. Lý do mà một số bạn nói mình học y, tại vì trước giờ mình thay live đi học. Và lớp của mình đều nằm ở trường med school hết. Khoa thần kinh của trường Harvard nó nằm ở trường med school, gọi là học bổng thành phần. Thì thật ra grad school không có học bổng, mà người ta sẽ trả tiền cho bạn để đi học. Nó may mắn mình có một vài mạnh thường quân và họ đã trả cho cái chi phí ăn ở và sinh hoạt của mình. Có lẽ là do mình không có giải thích kỹ, chắc là Trân rất là tự hào về mình, cho nên là Trân mới đăng cái video lên cho vui vậy thôi. Những người mừng cho bạn, sẽ có những người chúc mừng bạn, và cũng sẽ có những cái thành phần nhỏ thôi, nhưng mà người ta sẽ soi mói, người ta sẽ sân si. Tất nhiên người ta sẽ đặt điều cá coi là mấy người này có dám email lên trường không. Và bản thân mình thì khá là mong chờ coi là những bạn này yêu thương mình tới cỡ nào. Tự nhiên tại vì mình đã liên lạc với lại luật sư rồi. Dù cô nàng này đã làm clip thanh minh, tuy nhiên dân tình vẫn không khỏi phẫn nộ. Nhiều người lên tiếng chỉ trích việc hai TikToker này dùng mác sinh viên đại học Harvard để kiếm tương tác trên mạng xã hội, từ đó thu lợi nhuận thông qua bán hàng online và dạy tiếng Anh. Hiện tại, mặc dù thông tin về học vấn chính xác của cô gái vẫn chưa được xác minh, song cả hai TikToker đều đã xóa hoặc tạm ẩn những clip liên quan đến trường đại học Harvard trên trang cá nhân mình. Nữ TikToker cũng cho biết bản thân đã báo cáo với trường đại học Harvard để xử lý các tin đồn tiêu cực. Bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TimmyChan được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ TimmyChan và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nhé!